Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp. Thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này nó có tác dụng như nào đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Thì tác dụng của phần mềm đánh lô đề bịp này là cái phần mềm này là phù hợp cho anh em chơi lô đề qua gửi tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em gửi tin nhắn Messenger trên Facebook này đấy, tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài, thì cái phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn. Đấy, như hôm nay nó về 15 này anh em này. Thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé. Đấy, thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này có hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào. Đấy, đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm. Đấy, thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này, tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Lô đấy, 11 22 33 nhân 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 đi anh em nhé. Đấy, một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này. Đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé. 10 triệu này đấy, anh em xem này, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé. Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? À, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé. À, tôi gửi này. Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này. Đấy, đã nhận nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11:16 ngày mùng 1 tháng 2 2020 anh em nhé. Anh em nhìn rõ này, thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Đấy, copy này. Đấy, và dán và ok lại, ok này. Đấy, tôi sẽ mở cái này. Đấy, dán ok lại anh em này. Đấy, em nhìn rõ chưa, dán ok lại nhé. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình, có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhé. Đấy, bên máy mình đã nhận được này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhé, tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhé. Đấy anh em này. Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1.000 điểm. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, cái thời gian khi chỉnh sửa đấy nó sẽ không thay đổi. Thì vừa nãy là tôi đã đánh là 112233 lô. Đấy, đề là 16 anh em nhá. Nhưng mà hiện tại là nó về 15 này, nó không có những con 11233. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đánh những con chúng anh em nhá. Đấy, bây giờ là 3:09:10 này. Đấy, 3:12 thì tôi sẽ để lên là 4:30 hoặc là 5 phút gì đó. Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi đấy, cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net này. Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm. Còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 0916514. Anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ở trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện thì làm như thế nào.
Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn. Đấy, khi có vấn đề đấy, thì các bạn chỉ cần xóa cái phần mềm đi coi như là vô tang, thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm. Đấy, là một lần. Lần thứ hai là tính phí 10% các bạn nha. Để có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok, là vô tang anh em nhé, là không để lại tang tích gì. Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, để anh em thấy nó cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, vừa nãy là lô 112233. Đấy, đề là 16 thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành đề là 15 và 646684 anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này 646684 đề, tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy. Các bạn chú ý nha. Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được. Thì các bạn có nhu cầu đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 0916514 thì chúng tôi sẽ cho các bạn và test trực tiếp phần mềm cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15. Đấy, lô là 646684 anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, các bạn chú ý này, bên máy chủ lô này. Ok các bạn nhé, các bạn chú ý bên máy chủ lô nhé. Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, thì cái đề này vừa nãy mình đánh 16 nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa bạch thủ cho các bạn. Đấy, thì cho các bạn xem này, tôi đã chỉnh sửa xong này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này, sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé. Bạn chú ý này, đề lô 7576 đã sửa thành 7576, 7476 nhá. Đề đã chuyển thành 15 con trúng nha anh em nhé. Đấy, giờ này là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020. Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa, các bạn xem lại thời gian nhé. Khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa là vẫn giữ nguyên được cái mốc giờ nha anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Cảm ơn anh em đã xem clip.